Thu Hồng xin chào tất cả các bạn và các anh chị em. Đầu tiên, Hồng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả mọi người đã ủng hộ và theo dõi cái kênh YouTube của Hồng. Đây là một kênh mà ở đây chúng ta sẽ chia sẻ và nói chuyện về chủ đề tử vi và cuộc sống. Hồng hy vọng rằng sau này chúng ta sẽ có điều kiện để mà chia sẻ với nhau thêm về các cái bộ môn huyền học khác có liên quan đến tử vi. Thực ra thì trong quá trình mà mình làm việc với bộ môn tử vi này, có giao lưu tiếp xúc nhiều với các anh chị em, thì Hồng nhận ra rằng mặc dù bây giờ cái thời đại của chúng ta ngày hôm nay, thời đại của công nghệ 4.0, sự phát triển của khoa học kỹ thuật ngày một nhiều, nhưng mà thực ra cái không riêng gì đối với tử vi mà các bộ môn tâm linh đều đang có một sức hấp dẫn rất là lớn đối với mọi người. Và Hồng nhận ra rằng cái xu hướng mà tìm hiểu thế giới tử vi thì ngoài những người lớn tuổi thì các bạn trẻ ở tuổi dưới 30 cũng đang có cái sự mong muốn tìm hiểu đến thế giới tâm linh và đặc biệt là tử vi rất là nhiều. Vì vậy cho nên Hồng nghĩ rằng mình sẽ cho ra đời một cái kênh để mà ở đây chúng ta có thể nói chuyện, chia sẻ với nhau những cái kinh nghiệm về cái bộ môn tử vi này. Thì bây giờ Hồng cũng xin được tâm sự một chút về cái quá trình mà học hỏi cái bộ môn này của mình. Thì thực ra các bạn, mình Hồng mê say cái môn tử vi này từ rất là lâu rồi, từ những lúc mà mình còn ở tuổi niên thiếu cơ. Nhưng mà thực sự thì lúc đó với những cái cuốn sách mà họ viết bằng những cái thuật ngữ chuyên môn rất là nhiều, nó rất là trừu tượng. Vì vậy cho nên là cái đầu óc non nớt của mình nó không thể nào mà hiểu được hết các bạn. Thì mãi cho đến năm 2011, lúc đó là mình đã bước vào cái tuổi trung niên rồi đó, thì đột nhiên Hồng cảm thấy rằng là mình tại sao mình không quay lại với tử vi. Và lúc đó là Hồng đã quay trở lại với tử vi. Nhưng thực sự các bạn ơi, nó vẫn giống như là một cái mớ bòng bong, bởi vì Hồng chưa tìm được một cái tài liệu thực sự mà có thể giúp mình giải quyết được cái vấn đề đó. Và hơn nữa là cái lúc đó là cái cuộc sống của mình nó cũng rất là bận rộn, công việc rồi tất cả các cái nó chi phối mình, khiến cho mình không thể tập trung được. Thì đến lần sau nữa là năm 2013, thì lúc này là Hồng quyết định là mình sẽ chọn tử vi là một cái nghề tay trái, hoặc ngay cả đó là cái nghề tay phải. Và được cái sự khuyến khích động viên của rất là nhiều bạn bè thì Hồng quyết tâm học tập. Và lần này phải nói rằng không chỉ Hồng mà tất cả chúng ta ngày hôm nay, trong cái thời đại ngày hôm nay, chúng ta đều có một cái may mắn, đó là sự phát triển của Internet. Phải nói rằng sự giúp sức của ông Google là một cái trợ lực rất là lớn cho Hồng, vì từ đó là Hồng có thể tìm được nhiều cái tài liệu quý giá về tử vi. Và đặc biệt lần này thì Hồng đã tìm gặp được một người thầy. Thầy đã hướng dẫn và dạy mình học online. Nhưng mà cho đến nay thì mình cũng chưa gặp thầy một lần nào cả. Đã 6 năm rồi, 6-7 năm rồi. Thì thực sự cái việc học tử vi nó vô cùng là khó các bạn. Một số các người bạn lớn tuổi của Hồng đã tâm sự như thế này. Họ hỏi rằng Hồng ơi, sao mà em có thể mà học tử vi hay vậy? Họ đã bỏ ra rất là nhiều thời gian và công sức để nghiên cứu môn tử vi, nhưng cũng chưa từng bao giờ tự mà có thể mà giải được cho chính bản thân mình một cái lá số tử vi. Thì rõ ràng tử vi nó giống như là một khu rừng rậm đó các bạn, bởi vì các cái kiến thức của nó đang xen với nhau. Mà nếu mà khi mình tìm hiểu thế giới tử vi giống như là chúng ta đi vào một cái khu rừng. Đó cũng là lý do mà tại sao Hồng lấy cái hình nền cho cái trang fanpage tử vi trọn đời của mình, đó là cái hình khu rừng Amazon, đó là như vậy. Và khi bước vào đó thì khu rừng đó thì chúng ta phải đi với những cái bước thận trọng, và tốt hơn hết là chúng ta nên có một cái sự hướng dẫn.
thì của những người đi trước có kinh nghiệm, thì như vậy chúng ta sẽ có đi được những cái bước căn bản và chúng ta sẽ không bị lạc lối. Bởi vì khi mà lạc lối như vậy thì chúng ta sẽ rất là nản và sẽ bỏ cuộc. Thì cái việc mà khó khăn cũng như là cái sự rối rắm ở trong tử vi mà nhiều người đã tâm sự với Hồng thì Hồng hiểu đó là sự thật, bởi vì đó cũng chính là cái tâm trạng của mình trong cái thời gian đầu mà tìm hiểu bộ môn tử vi này. Vì vậy hôm nay Hồng sẽ có một cái buổi nói chuyện nhỏ, cũng là cái buổi nói chuyện đầu tiên, nhằm giúp cho các bạn trẻ yêu thích môn tử vi nhưng mà các bạn chưa thực sự hiểu rõ về bộ môn này thì có một cái nhìn tổng thể và căn bản, và từ đó các bạn có thể dễ dàng tiếp xúc với tử vi mà không thấy nó quá là khó khăn. Hoặc là ngay khi các bạn được ai đó giải cho mình một cái bài giải lá số tử vi thì các bạn đọc nó cũng dễ dàng hơn. Thì thực ra đối với tử vi khi mà đã được giải rồi mà đọc nó cũng khó chứ cũng không phải là đơn giản để mà hiểu đâu các bạn. Và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu đi vào một số cái vấn đề chính ha, trong cái buổi nói chuyện đầu tiên ngày hôm nay. Mình cũng quên giới thiệu một chút xíu về bản thân. Thì mình tên là Thu Hồng. Nhưng mà trước giờ mình trên các cái mạng xã hội, các blog hay là Facebook thì các bạn vẫn biết Hồng với cái nickname là Rose Phạm. Vì vậy các bạn có thể gọi mình là Rose cũng được. Và các bạn trẻ thì các cháu rồi không, nó có thể gọi mình là chị Rose hay là cô Rose gì cũng được, hay là Hồng ha. Thì trước hết thì các bạn đã biết đó, tử vi nó là một môn huyền học. Huyền học là gì? Có nghĩa là một môn khoa học huyền bí. Khoa học huyền bí có nghĩa nó là một cái bộ môn tâm linh. Nó là một bộ môn tâm linh vì nó là một môn bói mà các bạn. Nó chuyên nghiên cứu về số phận con người, hay nói cách khác là nó nghiên cứu về những cái diễn biến xảy ra trong cuộc đời của một con người. Đó là cái tính chất tâm linh nó ở chỗ đó, bởi vì nó là một môn bói. Và những người mà cho ra đời cái bộ môn tử vi này thì họ quan niệm rằng con người chúng ta khi mà sinh ra đời, khi gia nhập vào cuộc đời thì đã có được một số mệnh, có nghĩa là được lập trình nói theo ngôn ngữ công nghệ thông tin, thì chúng ta đã được lập trình sẵn một cái số mệnh rồi, một cuộc đời rồi. Đó là một cái yếu tố về tâm linh. Nhưng mà tại sao nó lại mang tính chất khoa học các bạn? Nó mang tính chất khoa học là bởi vì cái bộ môn tử vi khi mà lập lá số thì người ta dựa trên những cái yếu tố cá nhân của một con người lập lên cái lá số đó, và người ta sẽ dựa vào những cái yếu tố kết hợp trên cái lá số đó, nghĩa là những cái yếu tố cá nhân đó mà người ta luận đoán. Chính vì nó có cái sự luận đoán và tất cả các cái yếu tố nó được luận đoán với nhau một cách rất là logic các bạn, rất là logic, thì do đó nó mang cái tính khoa học là như vậy. Và đồng thời nó chỉ luận đoán, sự luận đoán này chỉ hoàn toàn dựa trên cái yếu tố của cá nhân đó, chứ không dựa vào một cái quyền lực, một cái đấng quyền năng nào khác bên ngoài, thì sẽ không có sự chi phối bởi cái sự yêu ghét gì của một đấng quyền năng nào cả. Và nó như vậy thì đã là như vậy và gần như là không thể sửa chữa được. Cái yếu tố sửa chữa đó thì mỗi một người có một cái cách nhìn khác nhau, chúng ta sẽ bàn với nhau sau. Thì trên cái lá số tử vi này, những cái yếu tố gì để hình thành nên gọi là yếu tố cá nhân? Tức là những cái yếu tố này nó vừa mang tính hữu hình, vừa là vô hình. Thì cuộc sống của chúng ta thì các bạn biết là luôn luôn được hình thành nên bởi hai yếu tố, đó là hữu hình và vô hình. Hồng nói ví dụ nha, con người chúng ta thì một con người các bạn nhìn vào thì vóc dáng con người đó, hình dạng con người đó thì các bạn có thể nhìn được và cảm nhận được bằng mắt, bằng thị giác.
các bạn có thể tiếp xúc với người đó, xúc chạm bằng xúc giác, cảm nhận con người đó một cách nó rất là cụ thể. Thì đó chính là cái yếu tố hữu hình con người đó. Nhưng cái tình cảm, cái cảm xúc, cái suy nghĩ của người đó thì chúng ta không thể biết được, không thể sờ chạm được. Thì đó chính là cái yếu tố vô hình. Và những yếu tố vô hình, những yếu tố hữu hình là hai phạm trù đã hình thành nên cái bản thể của cuộc sống. Và như vậy nó sẽ kết hợp với nhau nằm trong cái lá số tử vi. Và những người giải đoán họ sẽ căn cứ vào sự kết hợp của tất cả các yếu tố đó để mà luận đoán các sự việc đã diễn ra trong cuộc đời của con người. Vì như thế cho nên đó, nó có tính khoa học, nó không có mê tín dị đoan. Có nghĩa là cuộc đời các bạn nó như thế nào thì nó là như vậy rồi. Mình không có thể nào gọi là cúng bái, cầu xin gì để mà nó có thể thay đổi được cả. Thực ra đây á, nó có một cái, nếu các bạn suy nghĩ kỹ thì đây chính là yếu tố gọi là nhân quả. Yếu tố nhân quả, gieo nhân nào thì gặp quả đấy. Đó, cái tính khoa học của tử vi nó là như vậy. Và khi mà giải đoán như vậy, người ta phải sử dụng bằng tất cả những phương pháp suy luận, bằng phương pháp suy luận. Như vậy thì các bạn cũng đã hiểu được cái môn tử vi là nó là như thế nào. Thì kế đến bây giờ thì Hồng sẽ nói cho các bạn hiểu về cái nguồn gốc của tử vi. Chắc tất cả các bạn đã cùng từng nghe nói đến bộ môn kinh dịch. Thì tiếng Anh nó là I Ching. Thì kinh dịch nó là một cái học thuyết về sự biến đổi của vũ trụ. Nghĩa là nó nói về một cái sự thay đổi, dịch chuyển không ngừng của toàn bộ vũ trụ. Nghe bao gồm các cái yếu tố vật thể và phi vật thể, nghĩa là yếu tố hữu hình và vô hình đó các bạn. Có nghĩa là cuộc sống của chúng ta sẽ luôn luôn thay đổi về bản chất, từ hữu hình đến vô hình. Thì con người chúng ta trong từng sát na là chúng ta đã già đi, chúng ta đã thay đổi. Và cái suy nghĩ của chúng ta cũng đã thay đổi trong từng sát na. Sát na nó là một cái đơn vị thời gian ở trong giáo lý Phật giáo. Đó là một cái đơn vị tính về thời gian được cho là rất nhỏ. Thì nó là thay đổi dịch chuyển không ngừng. Thì cái học thuyết này do người Trung Hoa cổ họ đã viết nên từ rất nhiều ngàn năm trước đây. Và theo thời gian thì nó cũng phát triển và được bổ sung thêm. Và nó ra đời thêm những cái học thuyết con đó. Và tử vi chính là một trong những bộ môn được ra đời dựa trên cái quan điểm chính của kinh dịch đó. Thì khi mà đi sâu vào đây thì những cái bài nói chuyện sau cũng sẽ cho các bạn thấy đó là tại sao mà tử vi nó lại ra đời từ kinh dịch. Thực ra nó dựa trên cái nền tảng, cái quan điểm về cái sự thay đổi không ngừng của vũ trụ đó các bạn. Thì cái ông, cái người mà được cho là ông tổ của bộ môn tử vi này là người Trung Hoa. Ông tên là Trần Đoàn, dịch ra tiếng Việt là Trần Đoàn, và hiệu là Hy Di, cho nên người ta gọi ông là ông Hy Di Trần Đoàn. Thì sau này tử vi từ Trung Hoa mới bắt đầu phát triển. Theo học biết thì nó phát triển ra nhiều nước. Thì trong đó Việt Nam mình là cái nước mà phải nói là cận kề với Trung Hoa, thì ảnh hưởng cái nền văn hóa Trung Hoa rất là nhiều. Bộ môn tử vi đã gia nhập vào Việt Nam chúng ta và hình thành nên đó là môn bộ môn tử vi Việt, bởi vì nó có một số cái sửa đổi. Thực ra thì tử vi Việt khác với tử vi Trung Hoa là có sự khác nhau đó các bạn. Và một trong những tử vi gia mà lỗi lạc nổi tiếng đầu tiên người Việt phải kể đến đó là ông Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. Thì có rất là nhiều giai thoại về ông Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. Thì có một cái hay là các bạn, cái môn tử vi trên thế giới cũng nhiều người biết đến. Và đặc biệt là I Ching là một cái bộ môn
mà nó đã được giảng dạy trong một số trường đại học ở cái khoa triết ở phương Tây, và người ta biết đến nó là Yin and Yang, tức là âm dương đó các bạn. Thì người phương Tây khi nói Yin and Yang là người ta hiểu. Thì đó là các bạn đã cũng hiểu sơ qua về cái nguồn gốc của bộ môn tử vi. Thì bây giờ Hồng sẽ nói về một cái vấn đề nó cũng khá là quan trọng. Đó là cái mục đích của môn tử vi, hay nói cách khác là mục đích của việc xem tử vi. Có nhiều người bạn nói với Hồng rằng xem tử vi để làm gì? Không có giúp ích gì được hết. Thì nói chung cái vấn đề quan điểm thì nó mỗi người mỗi khác. Nhưng mà ngay trong tất cả trong những người mà muốn xem tử vi á, thì cái quan điểm nó cũng khác nữa. Thì nói thật ra thì tử vi nó là một môn bói, thì cuối cùng mục đích của nó là coi bói chứ là cái gì, đúng không các bạn? Mục đích của nó tức là xem bói, tức là dự đoán về những cái diễn biến xảy ra trong cuộc đời của mình. Người ta gọi là coi về vận mệnh của mình. Môn bói mà thì nó là như vậy thôi. Cho nên là ở đây Hồng chỉ phân tích rồi nói về cái khía cạnh tích cực của cái mục đích xem tử vi, nghĩa là cái quan niệm của những người mà xem tử vi. Thì xem tử vi để biết về cái một số cái sự kiện nó sẽ xảy ra trong tương lai của mình. Thì như vậy nó sẽ có hai trường hợp: một là tốt, hai là xấu. Thì nếu như đó là tốt thì chúng ta vui, tất nhiên chúng ta là vui. Và bất kỳ trong cái cuộc đời này hãy cứ vui là tốt rồi, đúng không ạ? Thì khi chúng ta vui mừng và chúng ta biết được rằng chúng ta sẽ có một cái cơ hội trong tương lai, vậy thì chúng ta nên chuẩn bị cái kế hoạch để mà đón nhận cái cơ hội đó và tận dụng nó để làm cho nó được tốt hơn. Còn trong trường hợp thứ hai, đó là trường hợp xấu, thế thì thế nào? Thế thì chúng ta cũng sẽ có một cái sự chuẩn bị về mặt tâm lý để mà đối diện với vấn đề đó. Nói chung là chúng ta sẽ xây dựng cho mình một cái kế hoạch. Khi biết rằng dự đoán được những cái chuyện xảy ra trong tương lai, thì chúng ta sẽ có một cái kế hoạch để mà dung hòa cái cuộc sống của mình. Và đặc biệt đó chính là chuẩn bị cái tâm thế để mà đón nhận những cái sự kiện đó. Trong đời này cái gì mà nếu mà chúng ta dự đoán trước được thì nó vẫn là hay. Ví dụ như các bạn luôn theo dõi dự báo thời tiết, thì nếu như dự đoán ngày mai nó sẽ là nắng to, thì nếu mình có đi đường thì mình sẽ mang theo nón, trang bị cho thật kỹ khẩu trang rồi các cái, nếu đi xa mang theo nước uống. Còn nếu dự đoán là trời mưa thì dứt khoát thì chúng ta phải mang theo áo mưa. Còn nếu đó là ngày đẹp trời thì chúng ta vô tư. Cái gì nó cũng có cái tốt của nó cả. Và đặc biệt đối với trẻ con đó các bạn, thì Hồng nghĩ rằng cái việc mà chúng ta coi tử vi cho trẻ em thì nó rất là tốt. Ở cái chỗ là vì trong cái lá số tử vi á, nó mô tả rất là rõ về tính cách, cái xu hướng, cái tố chất, cái năng khiếu của đứa trẻ, cái tính cách, đặc biệt là cái tính cách. Thì như vậy bậc làm cha mẹ khi mà có cái lá số tử vi của con em chúng ta trong tay, thì như vậy đầu tiên là chúng ta sẽ có một cái cách để mà dạy dỗ, giáo dục nó phù hợp với tính cách của con mình. Và đồng thời là các bạn sẽ có một cái định hướng cho con mình trong vấn đề học tập và nghề nghiệp sau này. Thì em nghĩ đó là một cái điều tốt. Còn xem tử vi để mà suy nghĩ lung tung rồi nhờ thầy cúng rồi giải hạn, thì cái đó thì ông nghĩ rằng nó không phải là vấn đề tích cực. Thì như ông đã nói rồi, cái gieo nhân thì gặt quả mà ha. Thì ngoài ra nếu như mà mình có một cái dự đoán nó không có mấy tốt về trong cái tương lai đó, thì nếu mà nói về luật nhân quả thì các bạn cũng thừa hiểu chúng ta sẽ làm gì. Chúng ta sẽ gieo nhân và chúng ta sẽ gặt quả. Nếu mà ngay ngày hôm nay chúng ta gieo những nhân lành thì chắc chắn rằng trong tương lai chúng ta sẽ gặt được những cái quả tốt. Và như vậy có nghĩa là những cái rủi ro của chúng ta nó sẽ giảm đi. Điều đó Hồng tin là có thật các bạn. Và bây giờ là một cái phần rất là hấp dẫn. Hồng sẽ mô tả cho các bạn về cái lá số tử vi, đồng thời là cái
các biểu tượng của nó là tức là cái ngôi sao. Thì cái việc mô tả cái ngôi, những cái lá số tử vi nó rất là quan trọng, bởi vì Hồng nhận ra rằng rất nhiều các em muốn xem tử vi lắm nhưng mà không hiểu tử vi là cái gì. Các em cứ hình dung rằng nó chính là một cái môn bói, coi để bói cho vui và bói giống như các môn bói khác. Thực sự không phải vậy các em. Thì hôm nay chị Hồng cũng, các anh chị lớn thì hiểu rồi đó, nhưng mà các em nhỏ thì hôm nay mình cũng sẽ giới thiệu cho các bạn biết về cái sơ sơ về cái lá số tử vi nó là như thế nào. Thì lá số tử vi nó là một cái hình vuông và trong đó nó có 12 cái ô. Thì nếu mà trên cái bàn tay của chúng ta các bạn nhìn thì các bạn sẽ thấy là đây, nó sẽ nằm giống như một cái hình vuông như vậy ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Thì 12 cái ô nó nằm xung quanh cái hình vuông như thế này. Thì mỗi một cái ô này người ta gọi là một cung số. Và trong các cái cung số này thì có các ngôi sao. Thì việc ấn định các ngôi sao như thế nào nó bắt buộc nó phải dựa vào một cái công thức. À, cũng như 12 cái cung này thì nó sẽ thể hiện 12 vấn đề của các bạn. Đó là mệnh, phụ mẫu, phúc đức, điền trạch, quan lộc gì đó vân vân, là 12 cái cung số thể hiện 12 vấn đề. Và vị trí của mỗi người, ví dụ như cái vị trí của mình nằm ở đây hay ở đây hay ở đây, thì vị trí của mình nằm ở đâu là cũng dựa vào một công thức và ta sẽ xếp theo cái chiều kim đồng hồ. Thì trong cái 12 cung này nè, mỗi một cung như vậy nó có một cái tên và cái vị trí nó là cố định, là cung Tý Sửu Dần Mão. 12 cái con giáp, 12 cung là cố định. Nhưng cái vị trí cung mệnh của bạn được ăn ở cung Dần hay ăn ở cung Tuất hay ăn ở cung Ngọ, cung Tý gì đó thì nó sẽ phải dựa vào một công thức. Đó là một cái cách để mà chúng ta lập cái lá số tử vi, đó là hình dáng của nó đó. Và cái lá số tử vi này, tất cả những yếu tố này nó sẽ được dựa trên một cái công thức chung và trên 5 cái thông số, đó là ngày, tháng, năm, giờ sinh và giới tính. Thì từ năm cái yếu tố này thì người ta sẽ có một cái công thức để lập được cái lá số tử vi của mình. Thì ngày xưa đó phải lập bằng tay, do đó là phải thuộc cái công thức này. Nó cũng khá là phức tạp, nó cũng mất thời gian lắm á. Nhưng mà sau này thì mình có phần mềm rồi và có rất là có lợi thế khi các bạn chỉ cần việc làm năm thông số đó và trong vòng một nốt nhạc thì các bạn đã có được cái lá số tử vi của mình. Thì Hồng cũng nói thêm một chút xíu. Cái việc lập lá số tử vi là nó dựa vào tới 5 yếu tố rồi. Cho nên không có, cũng có những người trùng nhau ha. Nếu mà có 5 yếu tố đó trùng nhau thì chúng ta sẽ có cùng chung một lá số, nhưng mà nó cũng hơi hiếm. Thì như vậy á, cái việc mà những người mà có cùng một tuổi á các bạn, cùng một tuổi, cùng một năm sinh, thì trên cái lá số tử vi nó chỉ có trùng nhau về cái yếu tố năm thôi. Còn ngoài ra ngày, tháng, giờ và giới tính thì sẽ khác nhau. Đó. Ở trong cái lá số tử vi thì các bạn sẽ thấy những người ta ghi những tên những ngôi sao đó. Thì cái này mới là vui nè. Cái ngôi sao này thật sự nó không phải là những cái vì tinh tú mà ở trên cái dải thiên hà mà hàng đêm mà chúng ta nhìn thấy lấp lánh trên bầu trời. Ngày xưa Hồng cũng nghĩ là như vậy á, nhưng mà sau này mới biết không phải. Nó không có liên quan gì, sao sao trong hệ tử vi không có liên quan gì tới cái môn thiên văn hết á. Mà sau này mỗi một cái sao này nó là một cái biểu tượng cho nhiều vấn đề à, chứ không phải một vấn đề đâu nha các bạn. Đó, thí dụ như Hồng nói ví dụ như sao tử vi đi, thì sao tử vi nó có nghĩa là mạng sống à. Trong cơ thể chúng ta thì nó là trái tim à. Rồi nó có nghĩa là công việc à, rồi có nghĩa là bí mật, có nghĩa là trách nhiệm, có nghĩa là sự gánh vác, có nghĩa là người đứng đầu đó. Nó là những cái ý nghĩa như vậy. Rồi sao thái dương à, khi nghe thái dương mình hình dung mình nghĩ nó là mặt trời. Chính xác, trong tử vi nó có nghĩa là mặt trời à. Nhưng mà về thời gian nó có nghĩa là ban ngày. Rồi nó có nghĩa là người đàn ông à, người chồng, người cha trong gia đình à. Rồi đó là biểu tượng của một sự đi xa à. Về tình trạng thì nó mô tả cái tính chất cởi mở
một cái sự vươn lên. Rồi trong cơ thể chúng ta thì nó sẽ là con mắt bên trái. Đó. Rồi nếu mà lồng cái tử vi vào trong cái gọi là cái đông y đó các bạn, thì chúng ta sẽ thấy nó có một cái sự tương đồng đó. Cho nên là một ngôi sao nó mang rất là nhiều ý nghĩa, và khi nó kết hợp với nhau thành những bộ sao thì nó lại càng mang những ý nghĩa khác nữa. Cho nên khi mà người ta luận đoán thì người ta dựa vào cái sự kết hợp của các ngôi sao và trong từng thời đoạn ở từng vị trí để mà người ta đoán. Cái đó nó rất là phức tạp mà. Xem một lá số tử vi thì không có cảm giác nó giống như là chúng ta đi điều tra một cái vụ án vậy đó. Thực sự là nó là như vậy. Thì cái việc mà sắp xếp các ngôi sao cũng như các cung số thì nó có một cái nguyên tắc và xưa nay không có thể thay đổi. Nhưng riêng về cái cách luận đoán thì nó, mặc dù là trong các sách thì họ cũng có những cái cách, còn những cái gọi là cái luận đoán về căn bản, nhưng sau này có nhiều môn phái ra đời và mỗi một môn phái như vậy họ có một cái lý luận riêng dựa trên cái kinh nghiệm của họ đó, và có những cái cách luận đoán rất là khác nhau đó. Cho nên là các bạn cũng sẽ rất là ngạc nhiên khi cũng một cái lá số của mình nhưng mà nó sẽ được giải cho ra những cái lời giải khá là khác nhau đó các bạn. Thì như vậy các bạn biết đó, cái một cái hệ tử vi chúng ta như vậy nó có gồm có là 14 ngôi sao chính ha, và 96 ngôi sao phụ, là tổng cộng là 110 ngôi sao. Thì nó sau này thì có nhiều một số môn phái ra đời, riêng trong cái môn phái mà đang học đó là môn tử vi ứng dụng thì họ chỉ công nhận có 94 sao thôi đó. Thì ngày nay là chúng ta cũng rất là may mắn là có được phần mềm rồi, cho nên là cái việc lập cái số tử vi nó không còn khó khăn nữa. Thì như vậy các bạn cũng đã sau nãy giờ là cũng gần 30 phút nói chuyện, thì các bạn cũng đã có thể hiểu được tử vi nó là một môn khoa học huyền bí, tại sao nó lại mang tính khoa học, rồi nguồn gốc ra đời của nó từ đâu, và mục đích xem tử vi thì như thế nào, và đồng thời chúng ta cũng có thể hình dung ra được lá số tử vi nó ra làm sao, và cái cách luận đoán của các người giải tử vi đó thì họ căn cứ vào cái gì để mà giải. Thì tóm lại thì mình có một số cái ý chính mà muốn truyền tải đến các bạn. Thì quan trọng nhất đó chính là cái mục đích là xem tử vi ha các bạn. Mục đích xem tử vi thì mình xem để mà mình có những cái dự đoán trong cái cuộc đời của mình, trong tương lai nó sẽ có những gì xảy ra, và đặc biệt là đối với vấn đề công việc cũng như là hôn nhân gia đình, thì như vậy chúng ta sẽ có một cái tâm thế để mà đón nhận việc đó, và nó sẽ dung hòa, giúp chúng ta dung hòa cuộc sống. Và đối với con trẻ thì như Hồng đã nói thì như vậy nó giúp chúng ta có một cái phương pháp giáo dục cũng như là định hướng cho con em. Và đặc biệt rằng tử vi nó mang tính khoa học, và nó thực sự ra nghĩ sâu sắc hơn thì đó chính là sự phản ảnh của một cái luật nhân quả. Cái này giống như cái thuyết Phật giáo đó, như nhà Phật nói là luật nhân quả. Đức Phật không can thiệp vào trong cái cuộc đời của các bạn được, tự các bạn quyết định thôi. Tử vi cũng vậy thôi, cái phần mềm nó đã lập trình như vậy thì mình muốn sửa sai nó, tất nhiên mình nên có những cái động thái là nên gieo những nhân lành để dập gặt những quả tốt, giảm thiểu rủi ro cho mình. Chứ đừng nghĩ là cái việc mà cúng bái hay là nhờ trời thương là không có đâu, chỉ có chúng ta thương chúng ta thôi. Cho nên là các bạn nên hiểu tử vi nó ở cái góc độ là như vậy thì nó sẽ tốt hơn đó. Và một điều nữa đó là như các bạn biết thì lá số tử vi mỗi một người khác nhau, thì theo cái cách tính của mình thì nó có vào khoảng 200,000+ cái mẫu lá số đó. Do đó là những người có cùng một tuổi thì chúng ta có khi sẽ có những cái diễn biến rất khác trong cùng một thời điểm. Cho nên các bạn cũng đừng nên hỏi chị ơi, chị Rose ơi, tuổi của em năm nay tốt hay xấu. Muốn biết tốt hay xấu thì em phải cho chị ngày tháng năm, ngày giờ sinh đàng hoàng thì chị mới coi được, và coi cho mỗi người khác. Nó cũng có những cái chung các bạn, chứ không phải là không có chung, nhưng mà cái tỷ lệ chung nó rất là ít. Và ngoài ra nữa,
có một số người, nhất là các bạn trẻ, cũng thường hay nhắn tin nói rằng tuổi của tôi như thế này thì tôi nên kết hôn với người nào, hoặc là kết hôn với người này có hợp hay không. Thì lời khuyên của mình là rất khó để mà trả lời cái việc này. Muốn biết có hợp hay không thì tốt nhất các bạn nên tìm hiểu nhau, tìm hiểu nhau trong một thời gian đủ dài để biết có hợp hay không, chứ cái này không nên xem tử vi ha. Đó là những cái vấn đề mà mình muốn đúc kết và truyền tải đến các bạn. Bây giờ cuộc nói chuyện của mình đã gần 31 phút và Hồng nghĩ nó cũng đã khá dài, các bạn cũng đã nghe nó cũng mệt mỏi rồi. Xin chào các bạn và xin hẹn gặp lại các bạn trong cái topic lần sau, đó là việc chọn giờ sinh cho lá số. Xin thân ái chào các bạn.